bạn gái kém 20 tuổi vừa sinh con trai thứ tư cho bang kiều hé lộ những hình ảnh về bạn gái kém 20 tuổi của ca sĩ bang kiều danh tính khiến nhiều người bất ngờ ở tuổi 49 bang kiều bất ngờ thông báo lên chức bố lần 4 với bạn gái tại việt nam con trai thứ tư của anh tên Bằng nguyên tên thật là Benny, vừa tổ chức thô nôi tại hà nội qua đó danh tính bạn gái của nam danh ca cũng dần được hé lộ theo một nguồn tin riêng từ 24 giờ bạn gái bằng kiều thuộc thế hệ 9X, kém nam ca sĩ gần 20 tuổi và được đánh giá là xinh đẹp tài năng hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp tại hà nội bạn gái mới của bằng kiều ngon hiên giỏi tinh tế không hoạt động trong showbiz bằng kiều không ngại khoe tình với những bạn gái thì có vẻ hơi ngại họ đang rất hạnh phúc và có cuộc sống viên mãn nguồn tin cho hay từ khi lên chức bố lần 4, bằng kiều dành nhiều thời gian tại việt nam hơn để chăm sóc vợ con anh từng thẳng thắn chia sẻ tôi không giấu chuyện tình cảm nhưng tôi không muốn bị khán giả nói là tôi mang tình cảm ra để gây sự chú ý với tôi những chuyện riêng tư ngoài lề dễ khiến khán giả lẫn lộn bởi các thông tin khi khán giả nghĩ tới tôi thì nghĩ đến âm nhạc bên cạnh đó bạn gái tôi là người bình thường nên cũng không muốn ai quan tâm chú ý không phải ai cũng chịu được áp lực truyền thông đâu chỉ còn một bình luận không hay sẽ khiến người ta áp lực mình cũng phải thông cảm điều đó tôi giấu cũng là để bảo vệ người yêu của mình bằng kiều cho biết anh không gặp bất cứ áp lực nào trong công việc chăm con điểm sửa giúp đàn gái chuyện bếp nút vì đã có quá nhiều kinh nghiệm ngoài ra anh cũng không gặp khó khăn về kinh tế vì đã chuẩn bị đầy đủ chi phí trang trải cho các con